Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở clip ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua được ạ. Đây là chiếc xe ở cái phân khúc SUV và là đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản ạ. Đó là chiếc xe Mitsubishi Outlander. Đây là cái phiên bản Outlander 2.0 lít ạ. Ở Mitsubishi Outlander thì là có hai phiên bản, một là phiên bản 5 chỗ này và hai là phiên bản 7 chỗ này, và một là phiên bản 2.0, hai là cái phiên bản 2.5. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mua về, đó là chiếc xe này ở cái phiên bản là 2.0 lít và là phiên bản 5 chỗ ngồi ạ. Chiếc xe này là chiếc xe màu bạc và là xe nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và nhập khẩu về Việt Nam là 2016, đăng ký 2016 ạ, tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới chạy được hơn 3 vạn km thôi. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là đồng hồ chuẩn 3 vạn km và đang được bảo hành bảo dưỡng tại hãng Mitsubishi Việt Nam ạ. Cho nên chiếc xe này chạy hơn 3 vạn thôi, cho nên nó rất là đẹp ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng, chưa va chạm hay là chưa ngập nước gì cả. Chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Quý vị các bạn theo dõi camera của chúng tôi thì quý vị các bạn cũng biết hết đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này là sở hữu là màu bạc cho nên là rất phù hợp với tất cả các độ tuổi ạ. Đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị lên rất là nhiều option rồi. Đây là cái phần ba đời sốc trước của xe, rất là mới, rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Tất cả còn rất đẹp. Đây là cái phần đèn pha của chiếc xe ạ. Xe cũng đã được trang bị là bộ đèn pha này là đèn pha bi xenon và là có cả đèn LED, đèn daylight đấy ạ. Cứ nổ máy là cái đèn LED này nó sáng ạ, sáng liên tục, sáng suốt luôn ạ. Cứ nổ máy là đèn sáng ạ. Và cũng đã được trang bị là cặp đèn gầm của xe, đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Và cái phần ba đời sốc cửa gió dưới đằng trước này tất cả còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Mọi chi tiết còn rất mới, đèn gầm cũng còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự nứt vỡ hay là xước sát gì cả. Tất cả còn rất đẹp. Và cái xe cũng đã được trang bị lên một cái cặp rửa đèn pha cho đèn ạ. Đây là rửa đèn pha, khi chúng ta đi trời mưa bẩn thì là sẽ tự động rửa đèn pha cho chiếc xe này đỡ bị bẩn đèn ạ. Outlander ạ, đây là cái phiên bản Outlander 5 chỗ ngồi và được trang bị động cơ 2.0 lít ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện và chỉnh điện rồi ạ, tích hợp xi nhan trên gương. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu này rồi đấy ạ. Nhìn ở một cái góc nghiêng của xe thì chúng ta cũng thấy được tất cả cái nước sơn của nó còn nguyên bản và rất là bóng ạ, chưa có dấu hiệu của sự xước sát, nứt vỡ gì cả. Đây là cái phần ba đời sốc sau của xe đấy ạ. Quý vị các bạn cũng thấy ạ, tất cả còn nguyên bản, đã chưa có đâm đụng, chưa có va chạm gì cả, tất cả còn nguyên cho nên chưa có bị biến dạng gì cả, chưa có dấu hiệu của sự xước sát gì cả. Rất mới, rất đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất đẹp. Đây là cái cặp đèn hậu của xe, đèn hậu cũng rất là đẹp đấy ạ. Chưa có dấu hiệu của sự nứt vỡ hay là xước sát gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Vì chiếc xe mới được sử dụng có 3 năm thôi. Chính xác là mới sử dụng 3 năm thôi ạ. Xe cũng đã được trang bị lên là camera lùi. Đây là chiếc camera lùi nguyên bản theo xe đây ạ. Logo của Mitsubishi rất là đẹp ạ, rất là mới ạ. Chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay là nứt vỡ gì cả. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phiên bản Outlander, Mitsubishi Outlander 2.0 lít và là cái phiên bản 5 chỗ ngồi. Tất cả còn rất là mới, tất cả còn rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh start top, đè nổ start top đấy ạ. Bấm tay mở cửa trên cánh lái và cánh phụ. Cả cánh lái và cánh phụ đều được chạm tay mở để mở cửa. Khóa thông minh ạ. Tất cả dàn lốp này còn nguyên bản vì chiếc xe mới chạy có hơn 3 vạn thôi, cho nên là lốp xe này còn nguyên bản của xe, lốp còn rất dày. Dàn lốp theo xe còn rất dày, đây là đế lốp này. Lốp được sản xuất năm 2016 cũng theo xe, xe được sản xuất năm 2016 cho nên lốp được sản xuất ở tuần 24 năm 2016 và còn rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị lên là cảm biến áp suất lốp đấy ạ. Cái van này là van cảm biến áp suất lốp có hết rồi ạ, và lốp còn rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị các bạn sở hữu chiếc xe này thì đi cái dàn lốp này cũng còn được rất lâu nữa đấy ạ.
tất cả còn rất là mới, dàn lốp còn rất là đẹp, kể cả đến cái lớp sơ cua còn chưa hạ, lớp sơ cua còn chưa dùng tí nào ạ. Chiếc xe này chúng tôi mới mua về cho nên chưa có dọn dẹp gì được, chưa rửa được sạch sẽ cho nên cái lốp này nó bẩn. Lốp này là treo ở dưới gầm nhìn nó bẩn vậy thôi chứ còn chưa hạ một lần nào ạ, chưa sử dụng một lần nào, tất cả là còn nguyên hết ạ. Lốp rất là đẹp đấy ạ, tất cả xe còn rất đẹp, dàn lốp còn nguyên hết. Gương chiếu hậu thì cũng đã được chủ xe lắp thêm một cái cặp gương cầu để giúp lùi xe nó dễ quan sát hơn ạ. Sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ở cái phần nội thất của xe, cũng như tất cả về cái phần nội thất hay ngoại thất nó đều còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết nó còn nguyên bản hết, từ keo chỉ còn nguyên bản hết, tất cả chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả cho nên còn nguyên ạ. Xe cũng đã được trang bị lên là gương gập điện, đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính và là gương gập điện đây ạ. Tất cả đều được tích hợp vào cái táp bi cửa bên lái này ạ. Xe còn rất là đẹp, táp bi cửa được ốp vân gỗ. Ốp vân gỗ rất là sang trọng, rất là đẹp ạ. Nội thất rất là đẹp ạ, xe cũng đã được trang bị lên cả sang số thể thao trên vô lăng đây ạ. Cái vô lăng này là chạy được hơn 3 vạn chuẩn chính xác đấy. Tôi cam kết cái đồng hồ này là chính xác luôn ạ. Xe cũng đã được trang bị lên cửa nóc đây, đầy đủ hết rồi ạ. Cửa nóc, ghế da, cửa nóc, ghế da đầy đủ hết tất cả rồi. Và ghế này còn rất đẹp, quý vị các bạn xem cái phần nội thất của nó còn rất là mới đây ạ. Chiếc xe chạy hơn 3 vạn thôi, nội thất thì cực kỳ mới ạ. Ghế thì cũng đã được trang bị là ghế lái này là chỉnh điện ạ. Lên xuống chỉnh điện, ngả nghiêng đều chỉnh điện hết ạ. Và cái ghế này còn rất là đẹp, chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản đấy ạ. Không phải là mới làm đâu, tất cả còn rất đẹp nhưng nó lại còn, tất cả còn nguyên bản nhưng nó lại rất là mới ạ. Nội thất thì nội thất màu kem cho nên nhìn rất sang trọng, rất sạch sẽ, rất là sáng xe. Bây giờ là cái tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái táp bi cửa, về cái phần đằng sau của chiếc xe này ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi up lên đây ạ. Và nếu như quý vị bạn quan tâm chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc Mitsubishi Outlander 2016 này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Để thế chiếc xe 2016 sau 4 năm sử dụng và nó chạy hơn 3 vạn km nó còn đẹp như thế nào thì mời quý vị các bạn qua xem trực tiếp ạ. Nhiều người rất tinh ý, nếu như chúng tôi quay lên đây thì quý vị các bạn cũng có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn đẹp và mới như thế nào rồi. Nhưng có những người không xem quen video, quý vị các bạn có thể xem trực tiếp ạ. Đây cái phần trần và nội thất của xe đấy ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp. Tôi quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần nắp cốp sau lại. Cái phần nắp cốp sau là cái phần rất quan trọng. Có đâm đụng hay có va chạm hay có đâm từ phía sau hay không thì nó còn nguyên hay không đây ạ. Tất cả nó còn nguyên quý vị các bạn ạ. Từ những cái ốc cây răng nó còn nguyên, keo chỉ còn nguyên như thế này thì là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản nó mới còn được như thế này đấy ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Đây ạ, quý vị các bạn cùng theo dõi camera của chúng tôi. Tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu ạ, còn nguyên bản hết ạ. Và cái phần trần nỉ của xe thì quý vị các bạn xem đây, nội thất xe là nó quay nó còn đẹp như thế nào ạ. Quý vị các bạn cùng xem có thể tự đánh giá được. Và chủ xe thì đi rất là cẩn thận. Tuy chiếc xe này rất là rộng, cái phần cốp sau này để đồ rất là nhiều, nhưng chủ xe đi rất là giữ gìn, không để đồ mấy cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Tất cả là còn nguyên hết ở cái phần đằng sau này ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp, sáng sủa, sạch sẽ, màu vàng kem hay còn gọi là màu be ạ. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Nếu như không giữ gìn thì là cái nội thất màu này rất dễ bẩn. Phải nói là chủ xe cực kỳ giữ gìn cho nên nó mới sạch sẽ và đẹp đẽ được như thế này ạ. Đây quý vị các bạn có thể xem chi tiết, tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Kể cả là cái phần thảm của cái cốp đây. Đây là cái phần thảm đây. Nếu như mà chủ xe mà đi không giữ gìn hoặc là để nhiều đồ thì là cái thảm này nó còn không mới, không được đẹp như thế này đâu ạ. Nhiều xe rất là xước sát mà chiếc xe này thì nó lại còn đẹp, không khác gì một cái xe mới ạ. Tất cả còn đẹp. Đây là cái giá chắn cốp sau đây, chủ xe chưa dùng một tí nào. Từ lúc mua về là để nguyên, nó còn nguyên như vậy ạ. Chưa dùng đến cái giá chắn cốp sau này ạ. Tất cả còn nguyên hết ạ. Chủ xe đi cực ít và cực giữ gìn ạ.
Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới và còn đẹp như thế nào ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết, máy móc nguyên bản hết ạ. Xe còn rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 700 triệu một chút thôi, chỉ hơn một chút thôi là quý vị và các bạn có thể được sử dụng chiếc xe Mitsubishi Outlander 2016 này ạ. Và ở cái phiên bản 2016 này thì Mitsubishi Outlander này là chiếc xe được nhập khẩu. Nếu như ở cái phiên bản mới bây giờ thì lại đa số là Mitsubishi đã lắp ráp trong nước, không còn xe nhập khẩu nữa. Nhưng ở cái phiên bản 2016 đổ về trước thì là chiếc xe nhập khẩu ạ. Nên chất lượng thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi ạ. Chất lượng của xe nhập khẩu thì rất là tốt, đi rất là bền, đi rất là chắc xe, nó khác hẳn với xe lắp ráp trong nước ạ. Xe rất là đẹp ấy. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem chi tiết về cái phần nội thất hay là chất lượng của xe để cho quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này. Vì rất nhiều quý vị các bạn ở tỉnh, nhất là có những người ở trong Nha Trang, Đà Lạt, Lâm Đồng, Tây Ninh cũng có gọi điện cho chúng tôi hỏi về những chiếc xe mà chúng tôi quay lên, là có những khách hàng thắc mắc là chúng tôi ở xa, chúng tôi cũng đã được xem video rồi, cho nên là có thể làm việc trực tiếp qua điện thoại, chúng tôi cũng có thể nhận cọc và chuyển xe tận nơi cho quý vị các bạn để giao dịch, quý vị các bạn đỡ mất thời gian đi lại. Thì là chúng tôi cũng hỗ trợ tất cả các việc mua bán, có thể mua bán online, chuyển khoản chúng tôi sẽ chuyển xe vào ạ. Đấy, quý vị các bạn cùng xem tôi quay rất là chi tiết, tất cả về cái chi tiết nhỏ nhất của xe cũng chúng tôi cũng sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng cho chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp ạ. Nếu như quý vị các bạn chưa thu xếp đầy đủ tài chính thì quý vị các bạn có thể bỏ ra 25-30% là chúng tôi cũng thể làm trả góp cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe, quý vị các bạn xem ạ. Chiếc xe này chạy hơn 3 vạn km thôi, cụ thể là 3 vạn 7 km rồi. Tất cả còn rất là đẹp, xe cũng đã được trang bị là sang số thể thao trên vô lăng, cruise control, điều khiển tích hợp trên phím và vô lăng này hết ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Ít chiếc xe mà 2016 mà còn được đẹp như thế này ạ, vì chủ xe đi có hơn 3 vạn thôi và lại đi rất giữ gìn. Bình quân thì mỗi năm chủ xe đi hết có 1 vạn km thôi ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option hết rồi ạ. Tất cả không thiếu một cái gì ạ. Quý vị các bạn đi xem, đi cái xe này thì đi cũng rất là yên tâm và không phải trang bị thêm bất cứ một cái gì nữa, vì chủ xe cũng đã, xe cũng đã được trang bị rất nhiều rồi và chủ xe cũng đã trải sàn da hoặc là dán phim cách nhiệt, tất cả đầy đủ hết rồi. Cho nên quý vị các bạn cứ yên tâm là không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Quý vị các bạn chỉ mua về và đổ xăng và chạy thôi. Nếu như quý vị các bạn không yên tâm muốn sang tên chính chủ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ làm thủ tục sang tên chính chủ cho quý vị các bạn cùng yên tâm sử dụng, hoặc là quý vị các bạn có thể cứ cầm vậy đi, vì đã xe cũng đã được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi ạ. Đây là cái phần má ghế này. Má ghế này còn rất là đẹp, nếu sử dụng nhiều thì cái má ghế này nó nát ra rồi chứ nó không còn được đẹp như thế này nữa. Tất cả còn nguyên bản và còn đẹp như mới như này. Chúng tôi cam kết là không làm lại cái gì hết cả. Đây, xe cũng đã được trang bị lên là cái cửa nóc. Cửa nóc tôi kiểm tra lại cho quý vị các bạn cùng xem này. Đây là cái phần cửa nóc của xe. Tôi bấm mở vào đóng ra cho quý vị bạn cùng xem này. Cửa nóc rất là thoáng, rất là mát, và điều quan trọng là chủ xe rất là giữ gìn cho nó mới sạch sẽ như này ạ. Tất cả nó còn được đẹp, cái trần đẹp như thế này là điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là cẩn thận, đi rất là giữ gìn. Tất cả còn hoạt động rất là trơn tru, không có dấu hiệu của sự mài mòn hay là nứt vỡ hay là hỏng hóc một bất cứ một cái bộ phận, một chi tiết nào cả. Đây, quý vị các bạn cùng xem, xe cũng đã được trang bị là cái hệ thống sấy ghế, hàng ghế trước có hệ thống sấy ghế đấy. Cái chức năng này thì gần như mùa đông chúng ta sử lạnh lạnh chúng ta mới sử dụng đến sấy ghế cho nó ấm. Và xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động hay gọi là điều hòa auto đấy ạ. Điều hòa tự động là hai vùng độc lập, chúng ta có thể để hai vùng độc lập khác nhau để điều chỉnh nhiệt độ hai vùng khác nhau. Đấy, quý vị các bạn cùng xem, rất là thông minh. Hai người ngồi hai bên có thể đều để nhiệt độ khác nhau được. Và đây là chiếc màn hình và đầu VCD. Camera lùi đã được tích hợp trên cái màn hình này. Chúng tôi sẽ
Đây là camera lùi rất là nét, tích hợp những cái màn hình và đầu DVD này. Đầu DVD thì giải trí là đa phương tiện hết rồi. Đây, quý vị các bạn cùng xem ạ. Tích hợp IMFM và iPhone và Bluetooth, tất cả đều tích hợp hết trên cái màn hình và cái đầu này rồi ạ. Và sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Xe cũng đã được Mitsubishi trang bị cho chiếc Outlander này là động cơ 2.0 lít và là động cơ Mivec ạ. Động cơ Mivec là cái động cơ rất là mới của hãng Mitsubishi, đã được cải tiến sau bao nhiêu năm. Thì cái động cơ Mivec này là động cơ rất là thông minh, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng cái điều quan trọng ở cái mua cái xe cũ thì quý vị và các bạn cũng phải xem cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất ở chiếc xe cũ, đó là xem chiếc xe có bị đâm đụng, có bị tai nạn hay không. Để biết có bị đâm đụng hay tai nạn hay không thì quý vị và các bạn phải đi kiểm tra. Đầu tiên là cái phần ốc cabo, nếu như đâm đụng thì cái ốc này nó sẽ không còn nguyên bản nữa, phải tháo ra để xử lý. Thì là cái ốc nó không còn nguyên bản nữa, keo chỉ nó sẽ còn không còn nguyên bản nữa, nó sẽ mất keo chỉ. Đây tôi sẽ quay và chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn cùng thấy được tất cả keo chỉ nó còn nguyên bản hết ạ. Tất cả các ốc nó còn nguyên bản hết ạ. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem tất cả cái phần ốc ở cái khoang động cơ này, từ ốc cabo, ốc tai, ốc đầu xe, ốc xương đầu xe, ốc giảm xóc, ốc cao su chân máy, tất cả về cái ốc của cái khoang động cơ nó còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này nó sẽ không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần làm việc của anh em chúng tôi ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn rất nhiều xe ô tô cũ mà chúng tôi vừa mới mua về được. Chúng tôi mua về thì chúng tôi sẽ đem và giới thiệu lên ngay lên đây cho quý vị và bạn cùng xem thôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.